Ông bán hàng luôn? Vâng, em bán đồ order. Ok, cổng cao. Tóc thì miễn phí ạ. Em được mời. À, được mời luôn à? Dạ. Đây là tóc thật đúng hay là... Là tóc thật của em. Là tóc thật đúng không? Dạ. Là miễn phí đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà tính ra chi phí thì bạn nghĩ bộ tóc của bạn sẽ đằng giá bao nhiêu tiền? Hình như là 6 củ á. 6 củ, rồi. Ôi bạn ơi! Mặc đồ rất là đẹp rồi, tổng outfit ngày hôm nay khoảng đi bao nhiêu tiền nhỉ? Tổng, okay, tổng chắc khoảng... là em nghĩ chắc 12 triệu. Tầm khoảng 12 triệu, cả túi. Dạ. Ok. Một bộ đồ rất đẹp, tay cầm điện thoại gì nhỉ? 14 Pro Max ạ, 26 triệu. 26 triệu, thế là tổng thị trường cũng khoảng, cứ gọi cho là tầm 40 đi, 40 đi đúng không? Để, đây, đi lên phố ăn kem rồi mọi người. Để, đây, đi lên phố ăn kem rồi mọi người. Nó ở cái tầm